Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì điện máy da Nga bên mình có lắp đặt cho một bác khách hàng một chiếc máy giặt của Aqua có khối lượng lồng giặt là 10 kg. Đây là chiếc máy giặt có model là U100FT. Với máy giặt này thì sử dụng gia đình tầm 6-7 người là ok. Hiện tại bây giờ khách hàng với các anh em nhân viên kỹ thuật bên mình đang cùng bê máy giặt vào trong nhà. Bác thì bán cửa hàng tạp hóa. Đây là chiếc máy giặt 10 kg thì các bạn sử dụng gia đình tầm 6-7 người là ok. Với máy giặt này thì giá cũng khá là hợp lý, về chỉ khoảng trên 5 triệu thôi. Khách hàng thì kiểm tra nguyên trạng máy. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp cái chắn chuột. Lưu ý là khi mà máy giặt sử dụng thì các bạn nên yêu cầu nhân viên kỹ thuật lắp chắn chuột. Một số kỹ thuật kiểu vội hoặc là cũng lười thì sẽ bỏ qua bước này. Bước này thì rất là đơn giản, chỉ mất tầm 30 giây đến 1 phút thôi. Tuy nhiên là cái hệ quả của nó khi mà các bạn không lắp chắn chuột thì sau này chuột và côn trùng vào máy thì nó sẽ làm hỏng máy, nó vào cắn dây này hoặc là làm đủ trò trong này. Nó sẽ gây nguyên nhân hỏng máy, mà cái nguyên nhân hỏng máy do chuột hoặc côn trùng bò vào á, thì hãng người ta sẽ không bảo hành. Nên đây là một cái lưu ý nhé. Các bạn mà mua mà thợ kỹ thuật đến lắp thì lưu ý là bắt buộc phải lắp chắn chuột. Đấy, anh em kỹ thuật bên mình đang tiến hành lắp cái chắn chuột. Ok rồi, bây giờ thì sẽ tiến hành cùng khách hàng về vào cái vị trí lắp đặt. Đây là cái quá trình lắp đặt máy giặt vào vị trí của nhà khách hàng. Đây thì một cái vòi nước khóa là cũ rồi, chúng tôi sẽ dùng kim nước để tháo ra. Ở vị trí cỏ cái đường nước vào này, các bạn lưu ý là thỉnh thoảng các bạn sẽ phải tháo ra để vệ sinh. Tầm 1 tháng đến tháng rưỡi vệ sinh để cho máy nó hoạt động trơn tru ở chỗ ý. Nó có cái lưới lọc thì nó bị bẩn, nó sẽ gây nguyên nhân tắc nước và làm cho máy giặt giặt chậm hơn, cũng như tốn điện hơn các bạn nhé. Chỗ này lắp đặt rất là vất vả vì khá là chật. Sau đó thì nhân viên kỹ thuật bên mình có hướng dẫn khách hàng cách sử dụng máy giặt này, vì đây là lần đầu tiên sử dụng máy giặt các bác. Với máy giặt Aqua thì sử dụng bằng cái bảng điều khiển bằng tiếng Việt, chính vì thế mà rất là dễ sử dụng. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.